Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam hôm nay có buổi đào tạo chuyên sâu cấp chứng chỉ về máy Quantum 36 chỉ số. Thứ nhất thì chúng ta sẽ về trình tự kiểm tra lấy thông tin của khách hàng. Thì cái trình tự kiểm tra máy Quantum thì thứ nhất tập trung vào vấn đề về sức khỏe khách hàng là quan tâm, giải thích qua về máy nguyên lý hoạt động của máy đo 36 chỉ số, yêu cầu là khách hàng không nói chuyện, bỏ đồ cá nhân, đồng hồ, nhẫn, điện thoại ra khỏi cơ thể. Vì cái sự nghiêm túc bao nhiêu ấy, thì độ chính xác nó là càng cao bấy nhiêu. Thế còn về độc tố trong cơ thể thì đây cũng là chỉ số là biểu hiện là có hút thuốc lá hay không này, có đồ kích thích trong cơ thể hay không này. Đấy chính là cái chỉ số về đồ kích thích này. Ví dụ như chỉ số về đồ kích thích lên tận đến màu màu vàng, màu đỏ này là sẽ là phải bia bia rượu thì nó mới lên được như vậy. Ba hôm qua có uống rượu hay không? Đây là hôm nay mà vẫn còn chưa hết rượu này, mà hôm qua làm gì mà uống rượu nhiều thế, ví dụ lên màu đỏ. Hoặc là sáng nay nếu mà mình kiểm tra buổi chiều, vào sáng nay hoặc trưa nay uống rượu à, đấy, thế là khách hàng mà cái gì cũng biết. Hoặc là nếu như nó lên màu xanh lá nhẹ nhẹ này, thì màu xanh dương này, thì chúng ta cũng hỏi là uống trà hay không, uống cà phê hay không, đấy, thì nó cũng lên. Bức xạ điện trường thì những người mà ví dụ như là bức xạ điện trường ngày nay chúng ta kiểm tra thì ví dụ như lên màu vàng, màu đỏ thì mình sẽ phải hỏi khách hàng là ở gia đình có gần với cột phát thụ phát sóng của Viettel hay không này, với cả trong nhà thì để thường thường có wifi thì nó không lên được màu vàng, màu đỏ. Hoặc là những các bác già tuổi thì có tiền sử kiểu như là có bộ đội chiến tranh trong môi trường, phải có bức xạ điện trường hay không này. Thế còn những người mà có chỉ số về thuốc lá nicotine này, hỏi là người ta có hút thuốc không. Nếu như người ta không hút thuốc thì mình hỏi là người ta có ở trong môi trường, làm việc trong môi trường mà có người hút thuốc lá hay không. Bởi vì cái thuốc lá này người bên cạnh cũng có khả năng còn bị nhiễm nicotine, mà người hút thuốc có khi lại không bị nhiễm. Đấy, cái này rất là như vậy, nên là cứ không phải là kết luận cứ bị nhiễm nicotine là người mới hút thuốc lá. Có những người thì ở với người chồng hoặc là làm việc trong môi trường mà bạn bè trong môi trường hút thuốc lá mình cũng bị nhiễm. Thế còn chỉ số về ngộ độc dư thì biểu hiện là chỉ số về có chất ngộ độc trong cơ thể, ví dụ như ăn rau, ăn trái cây hoặc cái gì đấy bị nhiễm ngộ độc những hóa chất. Thì những người mà có biểu hiện màu vàng, màu đỏ như ví dụ như trường hợp này thì mình khuyến cáo khách hàng là thải độc. Đấy. Dùng sản về thải độc. Thế còn kim loại nặng thì chì thì tôi vẫn đi kiểm tra Hà Nội, tôi bảo là cả làng Hà Nội nhiễm chì rồi. Thường thường nhiễm chì thì hầu như là người dân Việt Nam của chúng ta thì hầu như đều bị nhiễm chì là nhiều, bởi vì xe máy khói bụi nhà máy ra là rất là nhiều, hầu như bị nhiễm chì hết. Thế còn acerbic đây này thì là cái chỉ số này này, nếu như có biểu hiện từ màu đỏ và màu vàng thì mình cũng phải khuyến cáo khách hàng là kiểm tra lại nguồn nước nhà người ta, dễ bị nhiễm kim loại nặng. Mà nhiễm kim loại nặng thì dẫn đến ung thư rất là cao. Còn cái chỉ số về trạng thái cơ thể này thì có chỉ số pH là cái chỉ số cuối cùng. Nếu như là chỉ số vào màu đỏ thì mình khuyến cáo khách hàng là lên sử dụng nước nước kiềm để thay thế. Bí quyết của người Nhật và để sống lâu trường thọ cũng là sử dụng nước ion kiềm và uống canxi. Đấy là bí quyết của người Nhật là sống lâu đấy ạ. Thế còn dị ứng thì ở đây cũng vậy, dị ứng gì thì chúng ta nói với khách hàng, ví dụ dị ứng tóc, thuốc nhuộm tóc thì bảo thuốc nhuộm tóc, dị ứng thuốc tây côn trùng thì dị ứng gì, vậy thì mình khuyến cáo với khách hàng là bị dị ứng vậy. Thế còn cái phân tích về béo phì này thì chuyển hóa, đây chỉ số về chuyển hóa bất thường về lipid, về mỡ đấy, nó có bị rối loạn thì chúng ta cũng 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 có vấn đề gì thì chúng ta cũng đọc cho khách hàng, cũng không có vấn đề gì gì lắm này. Về da thì thôi cũng không phải 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 chia sẻ, vì da nó không dẫn đến tử vong, nên da chúng ta cũng không phải là bệnh lý, chúng ta cũng không không phân tích sâu. Có vấn đề gì thì chúng ta nói với khách hàng. Về mắt cũng vậy, có vấn đề gì về mắt thì chúng ta chia sẻ với khách hàng về các chỉ số về mắt. Còn chỉ số collagen, đây cũng là chỉ số, tại sao chỉ số collagen nó cũng rất là nhiều chỉ số. Đây là cái chỉ số mà chúng ta bắt được bệnh tận gốc cho khách hàng. Ví dụ về mắt, có những người người ta chỉ số người ta mắt người ta rất là quan tâm đến mắt này, người ta uống dầu gốc này, omega 3 này, dầu cá này, đủ thứ trên đời, nhưng mắt người ta vẫn 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 kém, vẫn cảm thấy là không được
sáng thì đấy, chúng ta phải tìm xem nguyên nhân là có bị thiếu collagen hay không. Đấy, nếu như mà thiếu collagen cũng phải khuyến cáo dùng collagen về mắt. Răng cũng vậy, người ta rất hay bị răng lợi lỏng lẻo, rồi là tê buốt chân răng cũng lại nguyên nhân từ có phải thiếu collagen hay không này. Tóc và da có hai dụng cũng liên quan đến collagen. Tuyến nội tiết cũng vậy, tim mạch cũng liên quan đến collagen cũng phải uống. Bởi vì từ trước đến nay các anh các chị chỉ nghĩ rằng collagen chỉ là uống để đẹp da, nhưng mà không nghĩ rằng collagen nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Nó còn hỗ trợ cho mắt sáng này, răng này, tóc và da, rồi tim mạch này, dây chằng khớp và dây chằng các tổ chức cơ. Cái thứ mà quan trọng nữa là cái sự chuyển hóa chất béo. Bởi vì rất là nhiều người béo ăn, bản thân cơ địa của tôi cũng vậy. Nó là do tôi bị rối loạn chuyển hóa chất béo. Bao nhiêu năm trước, khi tôi chưa học về ngành y là tôi không dám ăn gì thời sinh viên ấy. Có khi hàng mấy năm tôi không ăn một hạt cơm nào nhưng vẫn béo. Bảo vẫn nói chuyện với mọi người bảo là khít khít khí trời cũng béo. Bởi vì chúng ta khi mà đã bị rối loạn chuyển hóa, cứ ăn cái gì có calo là chuyển thành mỡ tích sang gan. Đấy, chuyển về gan. Ăn cứ có calo chỉ có uống nước lọc, và thậm chí chúng ta ăn bỏng bỏng ngô và rau muống có calo cũng chuyển thành mỡ hết. Đấy gọi là béo ăn đấy. Thì khi tôi biết là dùng collagen ấy, thì tôi khống chế được cái việc mà béo ăn của tôi. Ví dụ như tôi uống collagen này, tôi hiện nay thì tôi phải lấy chồng phải sinh con thì bắt buộc tôi phải ăn cơm rồi. Đấy. Thì bao nhiêu năm nay cái cân nặng của tôi vẫn cứ giữ được, tôi vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Mà tôi không bị béo lên như cái thời còn trẻ nữa. Đấy, nên là cái collagen nó rất là quan trọng cho sự chuyển hóa chất béo, nhưng mà lại cơ bản nhất là chúng ta lại phải hiểu là collagen là phải là collagen gì thì mới uống được. Thì hiện nay trên thị trường thì chỉ có cái dạng collagen về làm đẹp, thì chúng tôi phải có tìm những cái hàm lượng cái collagen có cái hàm lượng trên 4.000 mg. Thì các anh các chị nếu như quan tâm mà kiểm tra với khách hàng mà có chỉ số mà phải cần bổ sung collagen cho xương hoặc cho dạ dày hoặc cho về tim mạch đến nội tiết đấy, cái dạ dày và cái đường ruột cũng vậy. Khi chúng ta kiểm tra mà khi chúng ta điều trị cho khách hàng mãi uống thuốc dạ dày, có những khách hàng làm sao chữa mãi không khỏi, chúng ta lại phải kiểm tra tại gốc xem người ta có thiếu collagen hay không. Nếu cần tư vấn về collagen sâu thì các anh các chị có liên hệ với viện. Tiếp về kinh lạc thì thường thường cũng không có vấn đề gì, cái này thì nó thường thường nó phục vụ cho bên đông y là nhiều. Đấy, mạch và mạch máu não cũng vậy, chỉ số thì bị làm sao là chúng ta cũng 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 chia sẻ lên đây, và nó có các chỉ số hết lên đây với khách hàng rồi ạ. Về mỡ máu thì đây mới là chỉ số về mỡ máu toàn cơ thể. Thì nó cũng rõ rồi. Cholesterol cao hay không thì chúng ta nói cholesterol thì thường thường là phải hạn chế, khuyến cáo khách hàng ăn ăn mỡ lộn ăn mỡ động vật nội tạng. Đây là cái chỉ số mà cũng dẫn đến xơ vỡ động mạch, cũng dẫn đến tai biến đột quỵ đúng không ạ? Còn cái triglyceride đây là cái chỉ số mà nếu mà cao thì đây là hạn chế của chúng ta, là phải hạn chế ăn tinh bột này, đồ ngọt này. Cái chỉ số này mà cao thì cũng dẫn đến dễ đến tiểu đường đấy ạ, các bệnh về tiểu đường đấy. Đấy, đây 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 là các chỉ số về mỡ máu cũng phân tích rất là rõ ràng. Ở đây thì chính vì tại vì là tôi lấy cái chỉ số cho của nữ giới kiểm tra, tôi chuyển cho bên xây dựng sở nai thì nó lại không có về nam giới. Thế còn nam giới ở đây thì tôi cũng chia sẻ qua về nữ giới thì nó có các bệnh về phụ khoa, nó có viêm có nhiễm hay không thì nó tất cả nó cũng biểu hiện ở trên trên chỉ số rồi. U tuyến vú này, u xơ rồi u nang hay u gì nó cũng biểu hiện ở đấy. Thì tất cả các chỉ số ở đấy thì các anh các chị chỉ có mỗi lưu ý là u xơ ấy. Thì trong trong thời kỳ u nang buồng trứng thì chúng ta nói với khách hàng là hỏi khách hàng là có trong thời kỳ kinh nguyệt hay không, bởi vì trong thời kỳ kinh nguyệt mà kiểm tra máy là nó hay bắt vào cái chỉ số u nang buồng trứng, mà khi lúc đấy chúng ta kết luận mà người ta không bị mà chúng ta lại kết luận là bị u nang buồng trứng thì là nó bị kém sự chính xác. Nên là khi chúng ta kiểm tra mà thấy chỉ số u nang buồng trứng có, mình phải tương tác với khách hàng xem có bị là kinh nguyệt không. Thế còn về về nam giới thì ở trong chỉ số ở trong đây thì nó có hết là phì đại hay không cũng nói rõ này. Ba cái chỉ số đầu của nam giới đấy chính là chỉ số nói về hai chỉ số đầu là phì đại,
Còn chỉ số về cuối thì nói rõ là về viêm tiền liệt tuyến rồi. Đấy, thì khách hàng ở cái chỉ số về về, về tiền liệt tuyến của nam giới thì cũng không thể nào giấu được. Ông nào khỏe hay không khỏe là chúng ta kiểm tra chúng ta cũng cũng cũng, cũng phát hiện được ra ngay đúng không ạ? Có rất là nhiều các khách hàng nam ấy đi kiểm tra với tôi cứ khẳng định rằng là không, chỉ số này của tôi không vấn đề gì. To mồm lắm, mình nói thì vẫn cứ cãi, nhưng mà tí quay lại lại là nói thầm với bác sĩ là bác sĩ ơi có thuốc gì không đấy, bởi vì lúc đấy còn phải sĩ diện mà không dám nhận với cả 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 mọi người mà khi đi cùng, là ai ông nào dám nhận là tôi yếu sinh lý đâu, đúng không ạ? Mà khi mà tôi giảng đến loãng xương mà tôi kiểm tra cho ông nào mà loãng xương là tôi biết ngay là cái đấy cũng loãng mà. Đấy, nên là đàn ông con trai đừng để cho loãng xương là cái khoản đấy là cũng loãng luôn đấy. Đấy, thế nên là cái máy này nó kiểm tra rất là chi tiết, rất là nhiều tất cả các chỉ số về sức khỏe. Như các anh các chị thực sự đặt niềm tin với máy, tin tưởng về máy thì cứ tìm hiểu về máy dần. Còn có những cái câu hỏi gì tương tác cứ tương tác trực tiếp với cả đào tạo sâu, chuyên sâu về về một cái chỉ số nào đấy thì tôi sẽ đào tạo riêng. Còn hôm nay tôi chỉ chia sẻ chung về 36 chỉ số, tất cả những cái gì kiến thức trong nhiều năm kinh nghiệm mà ngoài cộng đồng thì tôi cũng chia sẻ với các anh các chị với các câu từ không hề dùng một từ từ chuyên môn nào, thì gọi là những cái từ cực kỳ phổ thông để cho chúng ta hiểu, khách hàng cũng hiểu. Bởi vì làm sao mà khách hàng hiểu được mà người ta thấy nó câu từ nó thân thiện nhất thì nó là chúng ta hiệu quả nhất, chứ không phải là cứ phải dùng từ nọ từ kia, từ chuyên môn nó mới chuyên nghiệp hay thế nọ thế kia, là tôi không dùng ở đây. Rất vui là buổi chia sẻ của tôi hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các anh các chị đã lắng nghe.